sẽ dẫn đến cá bị chết. Nên là các bạn phải lưu ý. Hơn nữa còn một điều bạn phải chú ý, đó là bạn không nên cho cá ăn từ ngày đầu mang cá về nuôi. Có nghĩa là có khá nhiều bạn mới mang cá về xong thả vô hồ là cho ăn liền. Cái này không được nha. Bởi vì á, cá vàng nó có đặc tính đó là nó khi mà nó thay đổi môi trường sống mới á, có nghĩa là từ một môi trường khác tới nhà mình, thay đổi nước là thay đổi môi trường sống, thì nó phải cần có thời gian thích nghi. Và trong thời gian thay đổi môi trường sống thì cá vàng trong thời gian đó nó khá là stress. Do đó lúc mà đến lúc mà cá quen với môi trường sống á, thì nó tốn khoảng từ 2-3 ngày. Nên là trong khoảng thời gian đó tốt nhất là bạn không được cho ăn. Và sẽ có nhiều bạn lo lắng rằng không, nếu mà mình không cho ăn trong 3 ngày như vậy có sao không, cá nó sẽ bị kiệt sức. Thật sự không sao cả. Đó là cách bạn đang bảo vệ cho chú cá của bạn, nên là mình khẳng định là cá vàng nó có nhịn ăn trong 1 tuần, 2 tuần, thậm chí là 1 tháng cũng không sao cả. Nên là bạn lưu ý ha. Điều trước tiên quan trọng với cá vàng đó là hãy để cho cá quen với môi trường sống trước đã, sau khi quen rồi thì hãy cho cá ăn cũng được, không sao cả.